Ngày 10 tháng 10, nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp ngưng bán hoặc chỉ bán nhỏ giọt, người dân phải chật vật đi nhiều điểm mới mua được xăng dầu. Tại tỉnh Bình Dương, nhiều cây xăng trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, Thuận An, thị xã Tân Uyên treo biển ngưng bán với lý do hết hàng hoặc chưa kịp nhận hàng. Đặc biệt tại ngã tư đường Nguyễn Văn Tiết, quốc lộ 13, cửa hàng xăng dầu số 4 đã kinh doanh xăng dầu nhiều năm nhưng gần đây đã ngưng bán, tháo dỡ bảng hiệu. Chiều ngày 10 tháng 10 tại thành phố Biên Hòa, hàng loạt cây xăng treo biển thông báo ngừng bán xăng hoặc bán nhỏ giọt 30.000 đồng một xe máy. Trạm xăng Cầu Mới thuộc Tổng Công ty Xăng Dầu Tín Nghĩa từ chiều ngày 7 tháng 10 chỉ bán 30.000 đồng một xe máy. Và đến khoảng 9 giờ 30 phút sáng ngày 8 tháng 10, nhân viên đã treo bảng thông báo tạm ngưng bán chờ nhập hàng. Đến chiều nay, cây xăng trạm xăng Cầu Mới đã mở bán trở lại, nhưng chỉ bán nhỏ giọt 30.000 đồng một xe máy. Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại nhiều cây xăng tại huyện Trảng Bom, Thống Nhất và Long Thành. Anh Nguyễn Công, người dân thành phố Biên Hòa bức xúc. Chỉ có việc đổ xăng mà phải chạy xe máy lòng vòng hết cây xăng này tới cây xăng khác, nhưng chỉ đổ 30.000 đồng. Theo thống kê mới nhất của Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai, toàn tỉnh có 49 cửa hàng thông báo hết xăng hoặc dầu. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do nguồn cung xăng dầu từ các thương nhân đầu mối khan hiếm, bị gián đoạn hoặc không kịp cung ứng hàng. Trong khi đó, nhiều cửa hàng xăng dầu nhỏ lẻ tại các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp thông báo không còn xăng để bán. Ông Lê Quốc Trung, hiệu trưởng trường cấp 2-3 Mông Thọ, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang cho hay, sáng nay nghe học sinh, giáo viên than không đổ được xăng, nhiều người phải ở nhà vì không đủ xăng chạy đi làm, đi học. Ông Lê Khánh Hưng, cục trưởng cục quản lý thị trường tỉnh Kiên Giang cho hay, qua kiểm tra hầu hết các cửa hàng xăng dầu đóng cửa là do không có nguồn hàng, chưa phát hiện cây xăng nào găm hàng. Trong ngày hôm nay do có thông tin xăng chuẩn bị tăng giá theo chu kỳ điều chỉnh giá, nên số lượng người dân đi mua xăng tăng cao, khiến nguồn cung xăng trong tỉnh đã thiếu hụt, lại càng thiếu trầm trọng hơn.